ngay lập tức. Chắc chắn là mình sẽ chơi tiếp rồi, bởi vì điều bất ngờ nhất mình muốn dành tặng người yêu của mình đó là phần thưởng lớn nhất của quyền năng số 10. Wow. Đi chào mừng bạn đến với nấc thang số 2, biên độ 30%. Câu hỏi như sau: có bao nhiêu phần trăm số người tại quận Tân Bình được khảo sát trả lời rằng họ sẽ phẫu thuật thẩm mỹ? Khi mà phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng tùy người thôi. Có nhiều người nhờ phẫu thuật thẩm mỹ mà họ có hạnh phúc hơn. Thí dụ như một số diễn viên nè, hay là một số người bị những khuyết điểm mà hơi bị lớn quá, thì khi mà họ nhờ phẫu thuật thẩm mỹ thì họ sẽ có cảm giác thật là thoải mái, hạnh phúc hơn. Nhưng mà nếu chúng ta lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ thì chắc chắn là chúng ta sẽ có hậu quả không là tốt đâu. Thật ra cái gì tự nhiên nó cũng hay hơn. Bây giờ người trợ giúp nghĩ sao ạ? Theo em á, thì anh Ân nên chọn cái phần trăm nó hơi thấp. Tại vì theo ý kiến của em không biết là mọi người nghĩ như thế nào. Nhưng theo em thì phẫu thuật thẩm mỹ nó sẽ có những, chắc chắn là phải có những hậu quả không tốt. Và thường thường thì người ta dù sao đi nữa, xấu tự nhiên vẫn tốt hơn xấu nhân tạo. Bây giờ để xem khán giả trường quay nghĩ gì nhé. Mời bạn Hồng Ân. Khán giả có thích phẫu thuật thẩm mỹ không à? Ở đây có ai thích phẫu thuật thẩm mỹ không? Có hả? Bạn là nam thì bạn sẽ giải phẫu thẩm mỹ cái gì đây? Cao nhất là 0% đó bạn à. Thực ra thì không phải ai cũng muốn phẫu thuật thẩm mỹ đâu. Do hoàn cảnh đưa đẩy, mình thiếu này thì mình mới cần mình muốn nhờ đến giải phẫu thẩm mỹ. Nếu theo bạn thì nếu như người vợ của bạn tương lai mà có những khuyết điểm nào đó, mà người ta là người yêu của bạn, là người vợ của bạn tương lai mà muốn giải phẫu thẩm mỹ thì bạn có cho? Mình sẽ đọc một câu ca dao ngày xưa, đó là yêu nhau cụ ấu cũng tròn. Để mà trước khi mà người vợ của mình quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ hay không, bạn hãy chốt lại phần trăm của mình đi. Bạn khoảng bao nhiêu ạ? Biên độ là 30%. Theo mình thì chắc từ 0 cho đến 30%. 0 đến 30%. Người trợ giúp nghĩ sao ạ? Em nghĩ là từ 0 cho tới 20%. Không, đây là biên độ 30% bạn ạ. 30% thì mấy ạ? À? Có từ 0 không ạ? Dạ có từ 0. Có từ 0, chắc chắn là bạn mới 30% rồi. Vậy bạn có tự tin không thì bạn hãy kéo cần xuống. Khán giả nghĩ sao ạ? Cho mình lên chút xíu được không? Lên chút xíu, bạn muốn lên bao nhiêu? Từ 5 đến 35%. Từ 5 đến 35%. Rồi. Bạn chính xác chưa ạ? Rồi, chính xác. Kéo... Bây giờ là bạn đang chọn là 5 đến 35%. Còn khảo sát với chúng tôi tại quận Tân Bình không biết là có nằm ở chính giữa này hay không đây nha. Xin mời. Ủa? Lên hay là xuống đây? Không lẽ rất nhiều người muốn giải phẫu thẩm mỹ à? Wow, đó bạn thấy chưa? Chưa sao. Bao nhiêu ạ? À? Ô, Thanh Trượt đang chạy xuống. Wow! Không biết dùng từ gì nữa đây, bạn chỉ xê xích có 1% mà thôi. Tiếc thật đó. Bạn thấy rõ ràng là không phải ai cũng thích phẫu thuật thẩm mỹ hết. Thôi thì cũng xin chúc mừng bạn đã đến được với nấc thang số 1 rồi. Lên được nấc thang số 2 nhưng mà hơi sơ suất một chút xíu. Nhưng mà không sao, giải thưởng của bạn hiện đang là 10 điểm mà chia cho 10. Tức là còn 1 điểm tương đương với giá trị là 1.000 đồng. Và phải rất vui hơn nữa, bởi vì ở vòng 1 bạn đã nhận được một bộ trọn gói mobile card trị giá 1 triệu đồng. Xin chào các bạn và chúc bạn ngày càng thành công hơn nữa với và sẽ là khán giả trung thành của quyền năng số 10. Chơi tiếp và bạn
Chào bạn. Một bên thì xinh trai, một bên thì đẹp gái. Nhưng mà cả hai bên tuy có đẹp nhưng mà đang là đối thủ của nhau đó nha. Đầu tiên thì xin chào bạn Vũ Tiên. Dạ, chào anh Béo. Bạn có một cái tên rất đẹp. Hiện bạn đang làm nghề gì? Dạ, hiện nay thì em là sinh viên à. Học ở trường nào vậy? Dạ, trường quản trị doanh nghiệp. Vậy hả? Dạ. Theo tờ đăng ký của bạn thì mỗi lần bạn sung sướng thì bạn có một việc làm rất là liều lĩnh, đó là bạn hay nhảy cẩn lên. Dạ. Vậy bạn có thể lặp lại cái hình ảnh đó ngay tại phim trường này được không? Dạ được anh. Yeah. Được rồi hả? Cái đó mới về thôi, chưa có nhảy cẩn. Mình muốn hình ảnh nó nhảy cẩn nó phải khác khác kìa. Bạn hãy làm đúng như thực tế bạn làm đi. Ví dụ như bạn trúng được 100 triệu đồng. Đó, đó, đó. Cái này mới đúng là sự thật nào. Xin cảm ơn bạn Thủy Tiên rất nhiều. Chào bạn Lâm Vĩnh Khang. Chào anh Béo. Bạn có một ngoại hình rất là đẹp. Và theo tôi được biết là sở thích của bạn là biết ca nữa đúng không ạ? Đúng ạ. Bạn thường ca nhạc nào? Nhạc trẻ hay là nhạc trữ tình? Hay là nhạc hip hop? Cái tướng này chắc không phải là hip hop rồi ạ. Chàng nào cũng chơi chứ. Chàng nào cũng chơi hết. Vậy bạn có thể nào tặng cho quý vị khán giả của chương trình Quyền Năng số 10 một câu nào đó không? Dạ. Ví dụ như bài gì ạ? Như một sáng tác của Vũ Quốc Việt. Ru lại câu hò. Ru lại câu hò. Ru lại câu hò. Xin mời bạn. Ơi, buồn thương chiếc áo phong sương, đò ai không bến hồ, đò ai không bến chứ dân dương câu hồ. Wow. Thấy bạn Khang hát có hay không ạ? Dạ rất hay ạ. Nếu như bạn chọn là ca sĩ thì chắc chắn bạn sẽ là một ca sĩ nổi tiếng về dòng nhạc trữ tình. Xin chúc mừng bạn. Dạ cảm ơn anh Béo. Cảm ơn quý vị. Đầu tiên thì tôi sẽ nói luật chơi của vòng 1 như sau. Tôi sẽ đọc câu hỏi khảo sát của chúng tôi và các bạn sẽ có 10 giây để suy nghĩ tìm ra được đáp án khảo sát của chúng tôi là bao nhiêu. Nếu như bạn nào có đáp án khảo sát gần đúng với đáp án khảo sát của chúng tôi thì bạn đó sẽ ghi được 1 điểm. Và người nào ghi được 3 điểm đầu tiên, người đó sẽ là người bước tiếp vào vòng trong, giành được giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng. Bây giờ thì xin chào mừng hai bạn đến với vòng 1 của Quyền Năng số 10. Câu số 1 như sau. Có bao nhiêu phần trăm số người tại quận 3 được khảo sát trả lời rằng họ thích ăn phở hơn là ăn hủ tiếu? 10 giây bắt đầu. 50%. Em chọn 75%. Các bạn sẽ có 10 giây để suy nghĩ và trả lời. Và chốt gì ạ? Chốt rồi. Bạn nghĩ là 70% đúng không ạ? Dạ 75%. 75%. Như vậy thì tại sao bạn chọn là 75%? À, em thấy quận 3 cũng bán phở cũng hơi nhiều và em cũng thích ăn phở. Bán phở nhiều chưa chắc người ta ăn phở nhiều đâu bạn. Tại vì đa số là công việc người ta thì bận rộn, người ta ghé những cái tiệm gần nhà thì ta ăn thì đúng vậy. Rồi nhưng bận rộn thì có thể ăn phở nhưng mà ăn hủ tiếu cũng lẹ vậy. Chứ ăn cơm mới lâu. Em hy vọng là mọi người sẽ nghĩ như em ạ. Vậy hả? Vậy còn bạn Khang bạn nghĩ sao? Thì Khang rất là thích ăn phở. Thích ăn phở hơn? Thích lắm. Thích lắm hả? Từng ăn 4 ngày vậy. Từng ăn 4 ngày? Dạ. Yeah. Ngày nào cũng phở không? Sáng trưa chiều tối phở không? Phở, nhưng mà từng chỉ 4 ngày thôi. Qua 4 ngày rồi phải ăn sáng thôi. Dạ đúng. Buổi sáng thôi. Dạ. Yeah. Và bạn thường ăn phở thì cái tiêu chuẩn cần thiết của bạn là phải có những cái món nào chắc chắn, ví dụ như bạn ăn gân, nạm, bò hay là thập cẩm hay là cẩm. Gì? Thập cẩm luôn. Vậy hả? Và bạn nghĩ là ở quận 3 thì người ta sẽ ăn phở nhiều hơn là ăn hủ tiếu không? Nhiều hơn. Thôi được rồi, cả hai bạn cùng chung một cái suy nghĩ. Nhưng mà theo khảo sát của chúng tôi tại quận 3 là bao nhiêu đây ăn phở hơn là ăn hủ tiếu? Lên. Lên hay xuống đây? Lên nha.
là mình cũng tốn một cuộc điện thoại. Bạn có gặp tình cảnh đó chưa? Dạ có ạ. Và lúc mà bạn điện thoại lại và người ta nói lại y như cái câu của tôi thì bạn cảm giác như thế nào? Em sẽ nói lại. Nói sao? Bạn rảnh quá ha. Bạn rảnh quá ha. Thế bây giờ chúng ta cùng xem khảo sát tại trường quay là như thế nào nhé. Khán giả trường quay sẽ nghĩ gì đây? 42% khán giả tại trường quay nghĩ là đã từng nhá máy để người khác gọi điện thoại lại để tiết kiệm tiền. Thế còn người trợ giúp nghĩ sao ạ? Theo em nghĩ thì cái số lượng này cũng từ 30-40% thôi. 30-40%. Nhiều không? Nhiều. Thật ra thì cái tình trạng nhá máy bây giờ nhiều lắm á. Tôi nói một ngày nhiều khi có 10 cuộc nhá máy vậy đó. Nhắn tin thì còn tốn tiền, nhá máy không bao giờ tốn tiền cho nên họ thích nhá máy hơn. Thậm chí nhá máy hồi xưa còn nhá máy 3 giây nữa để khỏi tính tiền nữa đó. Và đủ tất cả các số. Bạn nghĩ sao à, bạn Thủy Tiên? Em nghĩ chắc số này cũng cao. Số liệu rất là cao. Nhưng mà bạn có thể dừng cuộc chơi ở bất cứ nấc thang nào. Và nấc thang này bạn cảm thấy khó quá thì bạn ngừng cuộc chơi đi. Còn nếu như bạn cảm giác tự tin thì bạn cứ kéo càng xuống. Và bạn nên nhớ đây là biên độ chỉ còn có 10% mà thôi. 10 triệu đang trong tay bạn, hoặc là sẽ dục trong tay bạn sau khi bạn trả lời. Bạn nghĩ sao ạ? Em nghĩ chắc 65-75%. 65-75. Sao lẻ quá vậy? Không 70-80 cho rồi đi. Tại sợ lỡ mà có vụ 6 mấy cũng được. Sáu mấy thì cũng dính. Nhưng mà bạn tự tin với câu này chưa? Người trợ giúp một lần nữa hãy cổ vũ tinh thần của bạn đi. Bạn nghĩ sao ạ? Em quyết định theo Tiên 65-75%. Tại vì tụi em cũng hợp với số lẻ hơn là số chẵn ha. Yeah, thích số lẻ. Nhớ một lần, tôi nhắc bạn một lần nữa là bạn nếu như không tự tin thì không cần kéo cần. Và bạn hãy ra về với giải thưởng mình đang có là 1 triệu đồng. Bạn nghĩ sao ạ? Tiếp không ạ? Em sẽ tiếp. Thiên thần dũng cảm bay nữa à? Dạ. Bạn chốt đi. Chốt. Như vậy là bạn đang chọn biên độ là 65%-75%. Còn khảo sát của chúng tôi tại quận 4 là bao nhiêu phần trăm đây ta? Tôi đang làm bùa phép giúp cho thiên thần đây. Dừng lại. Không biết là bao nhiêu à? Thanh trượt luôn luôn làm cho chúng ta phải yếu tim thôi. Xuống, xuống. 10 triệu hay không? Hay là trở về 100 ngàn? Dừng lại. Bao nhiêu à? Được. Được. Thiên thần ơi, đôi lúc thì chúng ta bay bổng, nhưng bay quá xa thì chúng ta cũng phải mỏi cánh và phải chùng chân, phải nghĩ lại đổ xăng nữa chứ. Cho nên không sao. Giải thưởng của bạn đang là 1 triệu đồng. Và bạn không vượt qua mức này, cho nên bạn chỉ còn 100 ngàn đồng, đúng không ạ? Dạ. Nhưng mà bạn phải rất vui, bởi vì ở vòng 1 bạn đã nhận được một bộ trọn gói MobiCard trị giá 1 triệu đồng. Và chúc cho bạn ngày càng vui hơn, tự tin hơn nữa, và học hành ngày càng chăm chỉ hơn nữa, và mãi là khán giả trung thành của Quyền Năng Số 10. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Xin cảm ơn người trợ giúp rất nhiều, và khán giả trường quay đã giúp đỡ cho bạn. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã xem chương trình Quyền Năng Số 10 của chúng tôi. Chương trình sẽ được phát vào thứ hai tuần đầu tiên và tuần thứ ba hàng tháng trên HTV7 vào lúc 20:30. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Vân Thanh Long với sự tài trợ của công ty thông tin di động VMS Mobifone đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị để chúng ta cùng nhau tìm hiểu những câu hỏi thật là thú vị xoay quanh cuộc sống của chúng ta với chương trình Quyền Năng Số 10. Thế giới thông tin sống động của dịch vụ LINE4 được hiển thị ngay trên màn hình chờ của điện thoại LINE4.